Còn sau thời giãn cách thì mình thấy là giao thông ở Hà Nội đã trở nên đông đúc, và nhất là giờ cao điểm thì đường xá rất khó đi. Thì ước gì nó trở lại thời gian giãn cách thì đường dễ đi hơn biết mấy. Sau thời điểm mà giãn cách cách ly thì là mình cảm thấy là giao thông nó trở lên là đông đúc hơn, và mình cũng công việc của mình quay trở lại ổn định và nhận được thêm nhiều cuốc xe và có thêm được nhiều thu nhập